Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Chắc hẳn là khá là lâu rồi chúng ta chưa được gặp gỡ nhau đúng không nào? Thì hôm nay tôi đã trở lại và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thêm về chiếc Insta 360 Go này. Đầu tiên đó là về cách kết nối với Bluetooth với điện thoại. Đó, và cách kết nối giữa dock với cả điện thoại để lấy file cũng như là edit file. Và tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi giữa các cái chế độ quay, chụp, time-lapse, hyperlapse cũng như là slow motion. Và cuối cùng thì tôi sẽ đính chính lại một số những cái thông tin về pin cũng như là khả năng chống nước của chiếc Insta 360 Go này. Chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, và đầu tiên sẽ là cách kết nối với Bluetooth trước đi. Thì cái điều này cũng khá là nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình làm sao để có thể kết nối Bluetooth giữa chiếc 360 Go này với điện thoại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một chiếc điện thoại smartphone. Đó. Và chúng ta sẽ cài cái app Insta 360 Go này lên. Đây, cái app nó đây. Insta 360 Go. Chúng ta sẽ mở app lên. Đó. Và chúng ta sẽ thấy là ở phía dưới cùng này nó sẽ có cái biểu tượng camera màu vàng này. Đó, ở giữa phía dưới cùng ấy. Chúng ta sẽ ấn vào. Và có cái chữ Bluetooth Control đây, chúng ta sẽ ấn vào đó. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ bật Bluetooth của điện thoại lên. Chúng ta sẽ bật Bluetooth của điện thoại lên. Ok, bật Bluetooth điện thoại lên. Rồi. Và công việc quan trọng tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ nhấc chiếc Insta 360 Go này ra khỏi dock sạc của nó. Ok, chờ một lúc. Chúng ta sẽ phải chờ một lúc. Đó, chờ một lúc cho đến khi cái máy nó rung và nó sáng lên như này. Tức là nó đã được bật và nó đã được tìm kiếm Bluetooth. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm Bluetooth ở trên điện thoại. Và chúng ta sẽ thấy ở đây có cái tên là Go và kèm theo đó là tên của chiếc camera của chúng ta đây. Chúng ta sẽ ấn vào đó và kết nối được. Đó là kết nối thành công. Rất là đơn giản thôi đúng không nào? Nhưng mà một số người thì không biết là chúng ta phải chờ đợi như thế. Cứ nghĩ là nhất là khởi động là có thể kết nối được luôn. Không, nó sẽ phải qua cái chế độ standby. Nó bật lên được và lúc đó thì nó mới bắt đầu kết nối được. Đó. Tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể chuyển các chế độ quay ở trên Insta 360 Go này. Thì tôi sẽ bật quay màn hình để cho chúng ta có thể dễ theo dõi hơn. Ok, và đây sẽ là cái giao diện sử dụng trên chiếc Insta 360 Go. Thì ở trên cùng nó sẽ thông báo chúng ta thời lượng pin cũng như là chiếc Insta 360 Go của chúng ta đã được kết nối Bluetooth. Và bên cạnh đó sẽ là thông tin về bộ nhớ còn lại của chiếc 360 Go này. Và chúng ta sẽ còn chụp được 2.966 bức ảnh nữa. Tiếp theo là ở chế độ chụp thì chúng ta có chế độ chụp là Standard Photo và có thể hẹn thời gian chụp. Đó, hẹn rất là lâu. Và tiếp theo thì sang bên trái đó chính là chế độ quay video thì chúng ta đang ở chế độ là Standard Video. Interval tức là các cái chế độ quay thời gian nhanh. Ví dụ như là Hyperlapse hay là Time Lapse, còn Slow Mo tức là chúng ta quay chậm. Đó thì tôi để chế độ Standard Video. Về cái thời gian quay thì ở đây nó cho chúng ta ba cái lựa chọn đó là 15 giây, 30 giây và 60 giây. Và tiếp theo là ở bên phải ngoài cùng đây sẽ là chế độ time lapse. Ở trong cái chế độ time lapse này thì nó sẽ cho chúng ta hai chế độ đó là hyper lapse và time lapse nữa. Đó, thì tôi đang để chế độ là hyper lapse. Và cái thời gian quay hyper lapse tôi đang chọn là 15 phút. Thì nó có khá là nhiều sự lựa chọn chúng ta từ 30 giây, 1 phút, 2 phút, 5, 10, 15, 30 phút. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn chúng ta thoải mái. Và cái thời gian xem lại, cái thời gian thực tế để mà nó ghi lại sẽ là 150 giây. Và chỉ vậy thôi. Đó là cái giao diện sử dụng cũng như là các cái cách chuyển đổi giữa chế độ quay ở trên chiếc 360 Go này. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái cách kết nối giữa dock với cả điện thoại để lấy file nhé. Bây giờ tôi sẽ connect với cả đông này, đặt nó vào đó, thế là xong. Thì ngay khi mà chúng ta kết nối với dock ấy thì trên điện thoại này nó sẽ bị ngắt Bluetooth và chúng ta sẽ cắm cái dock này vào điện thoại đó, cắm vào điện thoại và vẫn sử dụng app Insta 360 Go. Và để lấy file thì chúng ta sẽ ấn vào phần camera này. À, chúng ta sẽ ấn vào album, sau đó đi chọn sang camera. Đó. Ở trong này thì chứa tất cả những cái file mà tôi đã quay mấy ngày hôm nay. Quay rất là ít thôi.
Đây là một cái file mà tôi quay trong quá trình tôi đang đi xe máy trên cái đường Nguyễn Trãi. Thì tôi cảm thấy đây là một cái video khá là mượt và chúng ta sẽ cùng tải về và cùng edit nó. Bây giờ tôi sẽ ấn vào cái nút ở bên phải phía dưới này để tải về. Đây, nó báo download được và chúng ta sẽ trở ra ngoài. Chờ một chút thì nó sẽ hiện lên cái thông tin download của chúng ta ở đây. À đây. Và sau đó chúng ta chuyển ở phần local. Đó thì video download của chúng ta từ camera về máy nó sẽ ở trong cái phần này. Đó. Và chúng ta sẽ ấn vào video đó để có thể edit. À, đây, đây sẽ là cái phần mà edit video của chúng ta. Ở đây sẽ có khá là nhiều những sự lựa chọn của chúng ta, ví dụ như là filter này, chúng ta sẽ có những cái bộ lọc màu có sẵn, đó rất là đẹp. Và chúng ta có thể chọn được độ đậm nhạt của cái bộ lọc màu đó. Ok. Tiếp theo thì ở đây sẽ cho chúng ta tùy chỉnh một số những cái thông số, ví dụ như là ánh sáng này, nhiệt độ màu. Bây giờ tôi sẽ chỉnh nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có tùy chỉnh speed, tức là chúng ta có thể chỉnh sửa cái video time lapse của chúng ta trực tiếp ở trên này luôn, từ 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 6x, 8x đến 16x là hyperlapse này, 32x và tận 64x. Và chúng ta có thể add trực tiếp motion blur ở trên này luôn, rất là tiện. Ok, và tiếp theo sẽ là cắt tỉa video cái đoạn mà chúng ta muốn. Đó là chúng ta muốn lấy hoặc không muốn lấy, chúng ta có thể cắt nó ra. Và cuối cùng là chúng ta có thể ghép nhạc. Đó, đây có một cái album nhạc khá là khổng lồ chúng ta ở đây. Chúng ta có thể lấy nhạc trực tiếp từ iTunes. Chúng ta có thể lấy nhạc trực tiếp từ iTunes của chúng ta. Đó. Hoặc là có một cái album nhạc ở đây, chúng ta có thể tha hồ chọn. Ok, và tôi đã vừa hướng dẫn các bạn cách để có thể edit cũng như là lấy file từ chiếc i3 360G này về điện thoại. Và cuối cùng thì tôi xin đính chính một chút về cái khả năng chống nước cũng như là thời lượng pin. Thì cái khả năng chống nước của chiếc i3 360G này như tôi đã giới thiệu thì là cái công nghệ có tên là IPX4, được sử dụng trên khá là nhiều cái thiết bị cụ thể, ví dụ như là AirPods Pro mới. Ok, khá là nhiều điểm tương đồng đấy. Ví dụ là chiếc AirPods Pro mới của Apple thì nó cũng được sử dụng cái công nghệ IPX4 này. Cái công nghệ này tức là nó được tráng một cái lớp gì đó lên cái main, trực tiếp lên main của chiếc của thiết bị của chúng ta đó, và nó đã chống nước từ trong main rồi chứ không phải là chống nước ở cái vỏ bên ngoài này. Vỏ bên ngoài này thực chất nó không phải là vỏ chống nước của chúng ta đó. Thì cái công nghệ chống nước đó giúp cho chúng ta có thể ngâm trong nước được khoảng độ 10 giây tối đa. Thì khuyến cáo là chúng ta không nên ngâm trong nước mà chúng ta chỉ nên là đi mưa hay là rửa dội các thứ thì thoải mái đó. Và còn một điều quan trọng mà chúng ta nên biết, tức là chúng ta sẽ phải làm khô chiếc i3 360G của chúng ta trước khi mà chúng ta đặt lại vào dock, bởi vì cái dock này không hề chống nước đó. Nếu mà chúng ta mà đi mưa hay đi ướt về, chúng ta đặt ngay vào dock như thế này rất dễ gây hỏng cho chiếc dock này, bởi vì các cái chân đồng này nó không hề chống nước, nó có thể ngấm nước vào trong này và hỏng cái dock này, coi như là bỏ đi luôn đó. Đó là một cái điều lưu ý rất là quan trọng của chúng ta. Ok, và cuối cùng sẽ là thời lượng pin. Thì cái thời lượng pin của chiếc i3 360G này nó sẽ được tối đa vào khoảng độ 2 tiếng nếu mà chúng ta sử dụng liền. Đấy là cả pin của chiếc 360G và cả pin sử dụng trên dock nữa. Chứ nó không được lâu kéo dài cả ngày. Đấy là nếu mà chúng ta sử dụng liền. Còn nếu mà chúng ta cứ sử dụng ngắt quãng khoảng một lúc, chúng ta lại lôi ra quay một chút thì tôi nghĩ là nó cũng được khá là lâu. Còn nếu mà chúng ta sử dụng liên tục thì nó sẽ không được lâu cho lắm, mà nó còn ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của máy nữa. Đó là một cái điều lưu ý chúng ta. Ok, và vừa xong là clip hướng dẫn sử dụng nhanh cũng như là một số những cái lưu ý chúng ta trong quá trình sử dụng chiếc i3 360G này. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.